Mấy ngày hôm nay mình có nhận được thông tin rằng là có một số đối tượng đang mạo danh mình ở trên Facebook, và đặc biệt là khi mà mình tìm ấy thì phát hiện ra là họ đã mạo danh mình cái đây gần 1 năm rồi các bạn ạ, gần 1 năm rồi. Và bây giờ thì cái link đó đã bị report rồi, nhưng mà mình lần lại thấy rằng là họ rất là kiên trì, rất là đều đặn post bài hàng ngày luôn nhá. Mình cứ post bài này khoảng 2 hôm thì 2 hôm sau họ sẽ lại post bài ở trên cái link đó. Thì xin chia sẻ với bạn đó là Huy chỉ có một link duy nhất thôi, đó là Chu Quang Huy, đúng không ạ? Và link đó thì Huy cũng đang cố gắng để làm tích xanh rồi. Ở trên tất cả các nền tảng, mạng xã hội hiện nay thì đều chỉ có duy nhất là tên Chu Quang Huy thôi, là một. Cái thứ hai là tất cả các thông tin của mình đều rất là rõ ràng, và cái thứ ba nữa là xin nhắn gửi tới những người mà đang cố tình tạo ra các cái link ảo, link giả để mạo danh mình. Thì mình biết rằng là mọi người một là hoặc là mạo danh để lừa đảo, để vay tiền của người khác, hoặc là mạo danh lừa đảo để hạ bệ uy tín của mình. Thì thực ra là uy tín của một người ấy được hình thành không phải bởi một bài viết, không phải là bởi một cái gì đó cả. Mình rất là may có 2-3 cô gái luôn nhắn tin cho mình kiểu ý anh tán tỉnh em thế nọ kia, đúng không ạ? Sau đó thì mình xin lại đoạn chat, thì mình có nói rằng đây không phải là văn phong của mình, là một. Cái thứ hai nữa, mình đang có một gia đình rất là hạnh phúc, có một vợ, có 2 con, có một công việc rất là hạnh phúc với cả công việc luôn, cho nên là mình không có những cái nhu cầu đó, là một. Cái thứ hai nữa là mọi người phải hết sức lưu ý để tránh những cái trường hợp đó là hỏi vay tiền, vay các thứ thì sẽ rất là khó nhé. Nếu như mà một nick nào đó có nhắn đến các bạn để hỏi vay tiền thì hãy vui lòng gọi điện lại, cho mình. Nếu như bạn bè của mình thì kiểu gì cũng có số điện thoại của mình, hãy gọi điện lại để xác minh nhá, đừng có nhắn tin mà cho vay tiền là rất là nguy hiểm, mà Huy sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào với những cái thông tin như vậy, là một. Cái thứ hai nữa là nếu như một ngày nào đó các đối tượng mà có tung lên các cái nền tảng mạng xã hội những thông tin là Huy tán tỉnh một ai đó, hay là như thế nào đó, hay là cắt ghép hình ảnh kiểu như là sexy thế loại kia, thì mọi người cũng làm ơn nhắn cho Huy một tiếng, gọi Huy một tiếng để xác minh xem đấy có đúng là Huy hay không, đúng không ạ? Và nếu như không đúng thì nhờ mọi người hãy report giúp Huy, để cho các cái nền tảng mạng xã hội nó là một môi trường trong sạch, để chúng ta có thể là thoải mái chơi đùa với nhau, thoải mái tương tác với nhau, và nó là nơi để chúng ta có thể là tương tác với nhau một cách xuyên biên giới, Huy vẫn ở đây, vẫn công việc này, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn mong muốn được nói chuyện, được chia sẻ với các bạn đó. Nhưng mà cũng rất là mong các bạn hãy cùng với Huy chung tay để làm sạch cái nền tảng mạng xã hội. Còn có một lời nhắn nhủ nữa tới những cái bạn mà zip link đó của Huy. Huy tin chắc rằng họ sẽ xem những video như này, bởi vì là cứ Huy đưa thông tin nào lên thì 1-2 hôm sau là họ sẽ đưa thông tin y như vậy, cho nên là chắc chắn họ sẽ xem cái thông tin như này. Thì Huy đoán là những người làm cùng ngành thôi, vì sự cạnh tranh không lành mạnh phải làm như vậy, đúng không ạ? Thì mong rằng các bạn hãy kinh doanh một cách đàng hoàng, tử tế. Đó, không nên làm như vậy, chúng ta hãy làm công việc mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy tự tin và cảm thấy tự hào. Chúng ta dám nói với cả thế giới rằng tôi làm công việc đó, tôi yêu công việc đó, và công việc đó mang lại giá trị không chỉ cho tôi mà cho cả những người khác, cho đồng nghiệp, cho khách hàng các bạn nhá. Và mình là Chu Quang Huy, Chu Quang Huy chính chủ nhá. Xin chào các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Bye bye.